Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 115 của bộ truyện tiên nghịch tác giả nhĩ căn qua phần diễn độc của Lát Tập này được mang tên là Lập Uy Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đến tiếp nhận cái chức vị nghiêu lĩnh gì đó Thì um ở dưới trướng có mấy 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 ngàn người mấy vạn người gì đó uh, binh lính nhưng mà lúc vương lâm vào nhận thì những cái binh lính này không có nghe theo lệnh vương lâm thì vương lâm mới uh, dùng mấy tháng trời ngồi yên bất động luôn mặt khi mà đụng chuyện những cái binh lính này bắt đầu khi dễ phun nước bọt kiểu thì vương lâm mới ra tay trừng trị những tên này do đó mà những người này bắt đầu đã nể sợ vương lâm rồi đoạn cuối tập vừa rồi thì nói đến diêu Tích tuyết cô gái này um, không biết đi đâu đó mà nghe nói là um, chết mất một mạng phải nhờ có cái viên thuốc gì đó may ra mới cứu được hiện tại thì cô ta đang suy nghĩ đến vương lâm định um, nhờ vương lâm hỗ trợ rồi để đi đến một nơi nào đó đó thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người Thời gian trôi đi Trong hát giáp quân Vương Lâm vẫn ngồi đó mà thu luyện Từ sau khi hấp thu yêu lực của 500 yêu binh và tung thống đội Yêu tin trong cơ thể của hắn sau khi dung hợp Cũng đã gần đạt gần ngàn giáp rồi Với một ngàn giáp yêu tinh Tốc độ hấp thu yêu khí ở đây hiển nhiên là nhanh hơn trước gấp mấy lần Đối với mọi chuyện trong quân doanh Vương Lâm cũng không để trong lòng Hắn tận dụng mọi thời gian hấp thu yêu lực Để đột phá tới anh biến hậu kỳ Ngày hôm nay Vương Lâm đang ngồi đó chợt mở hai mắt nét mặt khẽ thay đổi. Dương Đạo hưởng canh ba ngày hôm nay, hãy đến cổ sơn cách quân doanh ngàn dặm, Diêu Tích Tuyết. Thanh âm của Diêu Tích Tuyết vang vẳng trong nguyên thường của Vương Lâm. Vương Lâm hơi trầm ngâm, rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xuống. Đến canh ba, cách quân doanh ngàn dặm, trên cổ sơn, Diêu Tích Tuyết mặc bạch y đứng ở trên đỉnh núi mà đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, mãi cho tới khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng vương lâm vẫn không hề xuất hiện khuôn mặt du thích tuyết từ từ trở nên lạnh lùng nàng hư lạnh một tiếng rồi hóa thành một tia sáng trắng bay thẳng đến quân doanh của vương lâm thoáng cái nàng đã tới bên ngoài quân doanh rồi thuấn đi đi vào bên trong trận pháp của quân doanh đối với nàng không hề có một chút tác dụng nào dù sao thì nàng cũng là một trong số các thống lĩnh sau khi tiến vào quân doanh lúc này ở trên cái sân rộng trăm dặm đông đảo yêu binh dưới sự chỉ huy của các thống đội đang diễn luyện trận pháp. Sự xuất hiện của Diêu Tích Tuyết lập tức thu hút sự chú ý của đám yêu binh. Tốc độ của nàng cực nhanh bay thẳng về phía ngôi lầu của Vương Lâm. Ngoài căn lầu, Thập Tam chợt mở hai mắt rồi đứng dậy, gã lạnh lùng nhìn về phía Diêu Tích Tuyết đang bay tới. Người tới, dừng lại đi. Thập Tam quá khẽ. Nét mặt Diêu Tích Tuyết lạnh như băng, hư lạnh một tiếng. Nàng chẳng những không dừng lại mà còn tăng tốc, bay thẳng tới ngôi lầu vào lúc này mấy vị thống đội có mặt trên sân gần như chẳng hề do dự nhanh chóng vọt về phía ngôi lầu phía sau bọn họ đám yêu binh cũng tỏa ra yêu khí mà bám theo sau mắt thấy dìu tích tuyết tới gần thập tam hét lớn một tiếng chân của gã bước về phía trước một bước tay phải nắm lại rồi xuất ra một quyền dìu tích tuyết cũng chẳng thèm để ý tới thập tam tay phải nàng điểm nhẹ một cái vào hư không một tia sáng đỏ như máu chợt lóe lên bao phủ toàn thương thập tam ngay lập tức thân thể thập tam chẳng khác gì một quả cầu đỏ như máu thập tam dừng lại đứng im như một pho tượng trước ngôi lầu dù tích tuyết hạ xuống bước từng bước tiến vào đến đây chín ngàn yêu binh từ bốn phương tám hướng lao đến trong mấy vị thống đội lập tức có người quát dù thống lĩnh dừng lại nét mặt dù tích tuyết đầy sát khí ngọc thủ đang chấp sau lưng chợt vung lên một làn ánh sáng đỏ như máu chợt xuất hiện giữa không trung trong phạm vi trăm trượng hoàn toàn bị ánh sáng màu đỏ này bao phủ. Đám yêu binh đang vọt tới lập tức bị ngăn cản bên ngoài, không thể đi vào. Ta có chuyện riêng muốn nói với chương thống lĩnh, các ngươi không cần phải xen vào. Dù Thích tuyết lạnh lùng nói một câu rồi lại tiếp tục đi vào bên trong. Trong nhí mắt khi nàng đặt chân tới cửa của ngôi lầu, một luồng gió từ bên trong ùa ra. Cơn gió ập vào người của diêu Tích Tuyết khiến cho nàng biến sắc. Ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên bao phủ toàn thân, sau khi cơn gió thổi qua, vân sáng cũng từ từ biến mất. Thập Tam đứng đó cũng bị cơn gió thổi tới, ngay lập tức thân thể của gã thoáng động liền trở lại bình thường. Bên tai gã chợt có thanh âm của Vương Lâm vang lên, nghe thấy lời nói của Vương Lâm, Thập Tam cũng chẳng thèm để ý tới Diêu Tích Tuyết, lại khoanh chân ngồi xuống không nói tiếng nào. Diêu Đậu Hữu quá nóng giận rồi. Thanh âm của Vương Lâm từ trong ngôi lầu vọng ra, nét mặt Diêu Tích Tuyết càng thêm lạnh, Năng hương nhẹ một tiếng rồi nói: Cần thức của ta vẫn còn kém chân đạo hữu Vừa nói nàng vừa đi về phía trước Rồi đẩy cánh cửa lầu ra mà bước vào Các cánh cửa sổ của ngôi lầu vẫn đang bị đóng kín Bên trong không hề có một chút ánh sáng nào Lúc này ánh sáng từ ngoài chiếu vào qua cánh cửa in xuống mặt đất Một bóng người Vương Lâm khoanh chân ngồi ở sâu bên trong không thể nhìn thấy rõ nét mặt Bước chân vào đây nếu không có chuyện khiến dương mẫu động tâm Thì đừng trách ta không thương hương thiết ngọc đó thanh âm của vương lâm vang lên một cách lạnh lùng đây là thời điểm tu luyện quan trọng quán vốn hắn định ở yên đây mấy tháng luyện hóa yêu lực trong cơ thể mà đột phá tới anh biến hậu kỳ không ngờ lại có người vô cớ xông vào cắt đứt sự tu hành thì làm sao mà hắn có thể để yên cho đối phương chứ ta hẹn ngươi gặp mặt trên cổ sơn vào lúc canh ba tại sao ngươi không tới dư tích tuyết lạnh giọng nói tại sao ta phải đi chứ vương lâm nhíu mày Hắn với nàng mới chỉ gặp có hai lần tính cả lần này cũng là lần thứ ba mà thôi Dù tích tuyết ngưỡng người Trước đó do quá giận nên nàng mới tìm đến tận nơi Tuy nhiên vào lúc này bị Vương Lâm hỏi ngược Nàng không biết trả lời như thế nào Trầm ngâm một chút Dù tích tuyết hạ thấp người Nhỏ giọng nói Việc này là do ta quá nóng giỏi, Dương Đạo Hữu xin chối trách Chỉ vì ta có một chuyện muốn Dương Đạo Hữu giúp đỡ Nên mới mạo muội tới đây Chuyện gì vậy Vương Lâm nói nàng ngắn gọn Hắn không muốn nói chuyện quá nhiều với nàng này Lúc này đang là thời điểm quan trọng nhất Để luyện hóa yêu lực Diêu tích tuyết giơ tay phải Vẫy nhẹ một cái về phía sau Cánh cửa lầu liền tự động đóng lại Đồng thời một vân sáng màu đỏ chợt bao phủ cả ngôi lầu này lại Việc này là chuyện bí mật Nên ta phải đề phòng một chút Nhưng đầu hữu chớ để ý Vào lúc này Diêu tích tuyết có việc phải nhờ người Nên cố gắng kiềm nén Không sao Vương Lâm nói một cách bình thản, có một cái trận pháp cấm chế Nếu chỉ một mình ta thì không đủ lực để bài trừ Vì vậy cần dương đạo hữu giúp đỡ Một khi trận pháp được hóa giải Ta nhất định sẽ trọng ta. Dù tích tuyết trầm ngâm một lúc rồi nói Vương Lâm suy nghĩ một chút Rồi nói ra một cách chậm rãi Lúc này dương mẫu có chuyện quan trọng Nên việc hóa giải cấm chế không giúp đỡ được Dù đạo hữu thứ lỗi Đừng nói lúc này hắn thực sự không có thời gian Mà cho dù có thì hắn cũng không đồng ý Một cách dễ dàng Dù sao thì hắn và nàng cũng không hề có bất cứ một chút quan hệ hơn nữa với tu vi của đối phương mà không thể bài trừ được cấm chế Thì Vương Lâm cũng chẳng dám nhận bản thân mình lại có thể Còn một điều quan trọng nữa Đó là lời nói của người không hề thực lòng Hiển nhiên là còn che giấu rất nhiều chuyện không nói Vì vậy mà Vương Lâm cũng chẳng muốn giúp đỡ Trước khi Diêu Tích Tuyết quyết định tìm kiếm Vương Lâm Đã lượng trước đối phương không đồng ý giúp đỡ Vì vậy mà lúc này cũng không nổi giận Nàng nói tu di của Dương Đạo Hữu đang ở Anh Biến Trung Kỳ Muốn tăng lên đến hậu kỳ Cần phải một số lượng lớn tiên ngọc rất lớn nếu muốn tiến tới dấn đỉnh Thì lượng tiên ngọc cần lại càng lớn hơn nữa Trong khoảng thời gian tiếp theo ở yêu linh chi địa này Đạo hữu còn cần một lượng lớn tiên ngọc Để bù lại số lượng tiêu hao Không biết lúc này đạo hữu có đủ tiên ngọc hay chưa vậy Nếu không đủ ta có thể cung cấp Một thi sáng chợt lóe lên trong mắt của Vương Lâm Hắn liếc mắt nhìn dư tích tuyết Nói một cách chậm rãi Người có thể cung cấp được bao nhiêu tiên ngọc Dư tích tuyết nguyễn miệng cười Nàng không sợ Vương Lâm đòi hỏi nhiều Mà chỉ sợ đối phương không để ý nhưng nếu đối phương đã mở miệng Năng tự tin có thể khiến cho người ta hài lòng Ta có thể cung cấp tất cả tiên ngọc cho đạo hữu Đạt thế giấn đỉnh sơ kỳ dù tích tuyết thông thả nói Một tia sáng lại lóe lên trong mắt của Vương Lâm Câu nói của Dư tích tuyết Đúng là đã khiến cho hắn dao động Nếu không phải do tiên ngọc không đủ Thì hắn đã đạt tới anh biến hậu kỳ từ lâu rồi Chứ không cần phải khổ sở hút lấy yêu lực Đúng như đối phương đã nói Vào lúc này tiên ngọc của Vương Lâm Để tăng đến anh biến hậu kỳ Cũng không có quá nhiều nếu mà dùng hết toàn bộ thì 500 năm ở đây, một khi hắn bị thương hoặc hao tổn tiên lực, nếu không có tiên ngọc bổ sung chắc chắn sẽ rất khốn khổ. Vấn đề này trước đây hắn đã suy nghĩ rất kỹ nên cho đến bây giờ hắn cũng không hấp thu tiên lực trong tiên ngọc. Bản thân chỉ tích lũy yêu lực tiến hành dung hợp chuyển hóa, còn tiên ngọc thì được cất giữ dành cho lúc cần đến. Thậm chí trong lòng Vương Lâm còn quyết định một khi lên tới anh biến hậu kỳ, chờ khi đạt tới đại viên mãn liền dẫn yêu binh ra ngoài huyết tẩy bất cứ tu sĩ nào gặp được để thu thập tiên ngọc Thế nào, nếu dân đạo hữu đồng ý Thì bây giờ ta sẽ tặng cho ngươi tiên ngọc Để tăng tới anh biến hậu kỳ Số còn lại chờ sau khi trở về Ta sẽ đưa hết Dư thích tuyết lập tức nói Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói Cái trường pháp cấm chế đó là gì vậy? Tên của nó ta cũng không biết nữa Nhưng sau khi nó mở ra lập tức xoay tròn Bên trong có 18 cái phong ấn Ta chỉ có thể phá giải tới cái thứ 11 mà thôi Nếu có người hỗ trợ Ta tin có thể hóa giải toàn bộ Phần lớn câu nói của Dư Tích Tuyết là thật, nhưng chỉ có một điều nàng không nói, đó là tin của trận pháp. Mặc dù không hiểu nhưng nàng lại biết một khi phá giải trận pháp thì sinh tử sẽ bị chia cách. Nếu phá giải thành công thì sinh, mà thất bại thì chết. Nàng thất bại 4 lần nên cũng đã chết 4 lần rồi, mất 4 viên huyết hồn đan. Phụ thân của nàng phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra được một viên. Tất cả số lượng huyết hồn đan cũng chỉ có 13 viên, phần lớn đều nằm trong tay Dư Tích Tuyết. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày, nói Trận pháp đó ở đâu vậy? Dương tiếp tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói Nhưng đạo hữu không đồng ý trước thì ta không thể nói nhiều được Ta chỉ có thể nói cho đạo hữu rằng Muốn tới được trận pháp đó Cần phải có một loại pháp bảo đặc biệt mới có thể vào được Trước mắt trong yêu linh chi địa Ngoại trừ ta ra có lẽ không có người nào có thể đi vào đâu Theo lời nói của cô ta Thì chắc chắn vẫn còn che giấu rất nhiều Nhưng mà tiên ngọc đối với ta lại rất quan trọng nếu có đủ tiên ngục chỉ trong thời gian ngắn ta có thể đạt tới anh biến hậu kỳ còn việc đạt tới vấn đỉnh tuy rằng còn cần phải có tiên ngục nhưng lại phải hiểu được cả thiên đạo nữa tuy nhiên nếu có tiên ngục thì cũng chẳng phải lo lắng lắm rồi chỉ có điều vấn đề này không thể đồng ý một cách dễ dàng được không biết vị trí đó của nàng lỡ đâu nữa vương lâm suy nghĩ một lúc rồi nói việc này tại hạ muốn suy nghĩ thêm sau 4 tháng nữa ta sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục Đôi mi thanh tú của Diêu Tích Tuyết hơi nhíu lại Nàng đã hết sức thật lòng Những điều cần nói cũng đều đã nói hết rồi Hơn nữa thù lao mà nàng đưa ra cũng rất cao Thậm chí thái độ luôn cố gắng kiềm chế Để nhận được sự giúp đỡ của đối phương Nhưng vào lúc này Vương Lâm lại từ chối Khiến cho nàng gần như không còn kiên nhẫn được nữa Nhưng nếu không có sự giúp đỡ quán Thì nàng cần phải chờ sau khi đạt tới vấn đỉnh kỳ Mới có thể bài trừ cấm chế đó được Mặc dù tiên ngọc để đạt tới vấn đỉnh kỳ không thiếu nhưng mà việc hiểu được thiên đạo lại không có một sự tiến triển gì việc hiểu được thiên đạo có khi dài khi ngắn chẳng ai có thể biết trước được khi nào mới có thể hiểu được nó hơn nữa việc này không thể để cho những người ở đây biết được nếu không chắc chắn sẽ xảy ra một màn tai họa càng nghĩ thì nàng chỉ thấy của vương lâm là thích hợp nhất sau khi chứng kiến thực lực của vương lâm đánh một trận với yêu thương nàng càng thêm vững tin có sự tương trợ của hắn chắc chắn nàng có thể bài trừ được số phong ứng còn lại dù tích tuyết liếc mắt nhìn Vương Lâm một chút rồi hơi trầm ngâm. Với sự thông minh của nàng, chỉ cần ngẫm lại lời nói của Vương Lâm một chút, liền hiểu ngay ý tứ của đối phương. Bốn tháng đó cũng chỉ là một con số mà thôi. Trong lòng nàng có chút khinh bỉ, thanh âm hơi lạnh đi một chút rồi nói. Cuối cùng thì ngươi muốn cái gì? Có càng nhiều tiên ngọc sau Hay là pháp bảo, công pháp? Vương Lâm chẳng thèm để ý tới giọng nói của đối phương, bình thản trả lời. Pháp bảo và công pháp thì dương mẫu không thiếu đâu. Nếu có được càng nhiều tiên ngọc thì đó là điều tốt nhất đó. Sự khinh bỉ trong lòng du tích tuyết lại càng lớn, nói Tiên ngọc sao? Trong huyết tổ động phủ của phụ thân ta có rất nhiều Ta cho ngươi một cái lệnh bài huyết phù Chờ sau khi ra khỏi yêu linh chi địa Ngươi đến đó mà lấy Vương Lâm gật đầu nói Cũng được Nhưng việc này hung hiểm khó lường Tại hạ cần phải suy nghĩ đó Sắc mặt du tích tuyết lạnh hẳn Lạnh lùng nói Ngươi muốn suy nghĩ bao lâu đây Bà Thắng Vương Lâm nói một cách bình thản Ngươi Dù tích tuyết chợt nổi giận Nàng vung tay áo lên cánh cửa lầu lập tức mở ra Nét mặt của nàng lạnh tanh xoay người mà đi ra ngoài Không tiễn Vương Lâm nói một cách thông thả Dù tích tuyết bước từng bước một ra khỏi ngôi lầu Nàng hít sâu mấy hơi Cắn răng tay phải vuốt nhẹ vào túi trữ vật Lập tức trong tay nàng xuất hiện một cây đèn Nàng xoay người nhìn về phía Vương Lâm Ánh mắt lạnh lùng nói việc này cho ngươi ba ngày sau phải cùng đi với ta nếu ngươi không đồng ý thì việc này chấm dứt vương lâm nhíu mày nhìn cây đèn trong tay Du tích tuyết thoáng nhìn nó hết sức bình thường không có điểm gì khác lạ nhưng sau khi nhìn kỹ hắn liền phát hiện trên cây đèn có một loại phù văn được sắp xếp một cách tinh tế những tia sáng lấp lóe trên phù văn hoàn toàn trùng với cái nhịp hô hấp của Du tích tuyết đây là vật gì vương lâm trầm giọng hỏi Diêu Thích Tuyết chẳng hề che giấu sự khinh thường Nói Ngay cả vật này mà ngươi cũng không biết Cũng không thể trách được Dù sao thì ngươi cũng mới trở thành đệ tử của thiên dẫn tử Vật này chính là độc môn của phụ thân huyết tổ ta Nó tên là huyết hồn đăng Huyết hồn đăng hả Lần đầu tiên Vương Lâm nghe nói đến cái vật này Nét mặt không gì thay đổi Hắn không biết rằng vật này trên thiên vận tinh Bất cứ người nào nghe thấy nó cũng sẽ phải phát điên Nó chính là một loại đan dược vô giá Loại đan này tên là huyết hồn đan, sử dụng nó không phải nuốt vào bụng mà là sử dụng nguyên thần và máu huyết mà tạo ra ứng ký. Tác dụng của nó là cho dù nguyên thần của người bị diệt cũng có thể sống lại một lần nữa. Nói một cách chính xác thì nó tránh cho một lần bị chết. Thanh âm của Diêu Tích Tuyết lạnh như băng, nét mặt Vương Lâm cuối cùng cũng thay đổi. Tay phải hắn vẫy nhẹ, huyết hồn đan liền từ trong tay Diêu Tích Tuyết bay vào tay hắn. Diêu Tích Tuyết đã sớm đoán được đối phương chắc chắn sẽ tự mình xem xét nên vẫn không ra tay ngăn cản, để mặc cho nó rời tay nhìn nét mặt của vương lâm trong lòng nàng thầm cười lạnh tuy đó cũng là huyết hồn đan nhưng nói một cách chính xác thì là phế đan thì đúng hơn phụ thân của nàng để phòng ngừa kẻ khác cướp đoạt nên đã phân hóa huyết hồn đan bên trong phế đan cũng có một giọt máu màu lam nhưng trong đó cũng chỉ có hỗn hợp tạp chất và độc tố ngoại trừ hai cha con nàng ra thì không có người nào có thể phân biệt được thực giả do đó mà họ chẳng hề e ngại kẻ nào tới cướp đoạt nếu vẫn hy vọng vào viên phế đan đó thì tính mạng chẳng khác nào vứt đi một nửa Vương Lâm cầm cây đèn, lập tức thấy từng suốt nhấp nháy của những đạo phụ văn trên đó đột nhiên thay đổi, trùng với nhịp trống ngực của bản thân. Hiển nhiên vật đó rơi vào tay của ai liền dao động với nhịp đập trái tim của người đó. Cầm vật ấy, Vương Lâm có cảm giác máu huyết trong người được hòa tan ra vậy. Cây đèn như trở thành một bộ phận của cơ thể. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu liếc nhìn Dư Tích Tuyết một cái, trầm giọng nói: "Tiên Ngục." Dư Tích Tuyết không nói hai lời, lấy một cái túi trữ vật trong người rồi ném về phía trước. Chỗ này cũng đủ cho ngươi tu luyện thế anh biến hộ kỳ. Phần còn lại, sau khi trở về sẽ đưa cho ngươi. Ba ngày sau khi trăng lên vào lúc canh ba, người tới cổ sơn tìm ta. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được. Dù tích tuyết mỉm cười xoay người rời đi, nàng không sợ Vương Lâm cầm vật đổi ý. Tiền ngọc nàng không cần, còn đang dược thì nàng lại càng không quan tâm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn nhìn theo bóng dư tích tuyết cho đến khi mất hẳn Lúc này nét mặt của hắn chợt trở nên trầm ngâm Đúng như lệ hậu hiệp không sợ ta đổi ý sao Nhưng ngươi hậu hiệp cũng phải có nguyên nhân Có lẽ nàng không cần quan tâm tới tiên ngục Phức tài một cái là có thể đưa ra số lượng lớn như vậy rồi Có thể thấy được phụ thân huyết tổ của nàng có rất nhiều tiên ngục Chỉ có huyết hồn đang là có chút quái dị mà thôi Nếu nó có công hiệu đúng như nàng nói Thì số lượng chắc chắn không nhiều lắm Và cũng là vật vô cùng quý báu. Chỉ sợ so với tiên thuật cũng không hề kém hơn Để có được sự giúp đỡ của ta Không ngờ lại đưa ra một viên như vậy nếu ta là nàng cho dù có dội thì cũng phải tác động một chút vương lâm nhếch mép cười lạnh lẩm bẩm <laughs> dự tích tuyết nếu ngươi không hào hiệp như vậy thì dương mẫu cũng chỉ hoài nghi là cùng nhưng bây giờ ta chắc chắn rằng huyết hồn đang có vấn đề một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của hắn tay trái vỗ nhẹ vào túi trữ vật lập tức xuất ra một lá hồn phiên bình thường rung nhẹ hồn phiên một cái vương lâm quát cậu nhất đúng từ trên hồn phiên chợt hiện lên một làn khói đen cuồn cuộn tuôn ra rồi hóa thành một người người đó chính là người mà khi vương lâm ở chu thức tinh đã tìm để dẫn đường tạo nhức đấu tạo nhức đấu vừa xuất hiện liền quỳ trên mặt đất cung kính nói tham kiến chủ nhân vương lâm cũng chẳng lòng vòng với gã mà nói luôn người có biết huyết tổ không vậy tạo nhức đấu mới nghe thấy hai chữ huyết tổ liền biến sắc mất một lúc mới bình tĩnh vội vàng nói dạ có biết Uy danh của huyết tổ trong số tu sĩ của thiên dẫn tinh không người nào không biết cả. Nghe đồn hắn đã mấy lần khiêu chiến với thiên dẫn tử, tuy lần nào cũng thất bại, nhưng ngoài việc tu di vẫn tăng lên, thì nghe đồn trên thiên dẫn tinh hắn đứng vị trí thứ ba sau thiên dẫn tử và lăng thiên hậu. Tuy đó chỉ là lời đồn thôi, nhưng cũng có thể đoán được tu di của người đó như thế nào. Vương Lâm suy nghĩ một lúc lại nói: Huyết Hùng Đăng, người đã nghe chưa vậy? Huyết Hùng Đăng hả? Tào nhức Đấu lập tức mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm thấy gã như vậy, Mặc dù năm đó Vương Lâm hứa cho gã thân thể của một thu sĩ anh biến kỳ, nhưng cũng không thấy người đó mất bình tĩnh như vậy. Chủ nhân nè, huyết hùng đang được xếp vào một trong ba loại bảo vật của thiên dẫn tinh á, Đang vật đó có tác dụng nghịch thiên sửa mệnh Khiến cho thu sĩ chết đi sống lại Vật đó là bảo vật độc môn của huyết tổ Cũng không ai hiểu hắn làm thế nào mà có được Cao nhất đấu có chút hưng phấn Nên nói nhanh hơn trước Vương Lâm xòe tay phải Chỉ thấy trong tay có một cây đèn Trên thân nó có những đạo phù văn lóe lên một cách quái dị Ngươi có biết vật này không vậy? Tàu nhất đấu ngẩng người nhìn cây đèn thật kỹ. Một lúc sau, gã hoàn toàn biến sắc, lẩm bẩm. Trên thân cây đèn có 3614 ký tự. Nó căn cứ theo nhịp đập trái tim của người cầm nó mà lóe lên theo. Người cầm nó có cảm giác huyết nhục tương liên. Ta nói có đúng không vậy? Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên gật đầu. Tàu nhất đấu cố giữ bình tĩnh, gã vội vàng nói. Xin chủ nhân lấy một giọt máu tươi nhỏ ra ngoài đi Vương Lâm do dự một chút rồi cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên trên cây đèn. Chỉ thấy trong nháy mắt khi cái giọt máu tươi này rơi xuống, một tia sáng màu lam chợt lóe lên. Sau khoảng ba lần hô hấp, tia sáng màu lam biến mất. Trên cây đèn của ký tự lấp lóe khi nhỏ máu lên nó, tia sáng màu lam lập tức lóe lên. Đúng rồi, đây chính là huyết hồn đan đó. Tào Nhất Đấu nhìn chậm chậm về phía cây đèn, ánh mắt lộ ra một sự thèm muốn. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm nhìn cây đèn rồi nói: Tào Nhất Đấu nè, với tù gì của người lúc đó ở thiên dựng tinh Địa vị của cao không vậy Tào nhất đấu cũng chẳng để ý tới câu hỏi của Vương Lâm Ánh mắt của gã bị hút về phía huyết hùng đan đan dược đó đối với gã có ý nghĩa vô cùng quan trọng Gã nhớ có lời đồn rằng Nếu hùng phách mà ăn được huyết hùng đan Thậm chí có thể ngưng kết được thân thể mới Nhìn thái độ của tào nhất đấu Vương Lâm nhướng mày Hư lạnh một tiếng Thanh âm vọng vào tay của tào nhất đấu Chẳng khác gì một cái gáo nước lạnh Khiến cho gã tỉnh táo ngay lập tức nghe được câu hỏi của vương lâm gã ngẩn người lắc đầu diễu cợt địa vị cũng không cao nếu không đã không bị thi âm tông cho đến chu tước tinh đoạt xá rồi một tia sáng chực lóe lên trong mắt vương lâm hắn lại nói nếu thân phận không cao thì tại sao ngươi lại hiểu rõ huyết hùng đang như vậy thậm chí ngay cả phương pháp phân biệt cũng biết nữa tao nhất đấu ngẩn người cười khổ rồi nói Nhưng chủ nhân nè, phương pháp phân biệt huyết hùng đang, ca thiên dẫn tin gần như bất cứ người nào cũng biết cả. Phương pháp này cũng không phải là chuyện bí mật gì Vương Lâm gật đầu Phung hùng phiên lên thu tạo nhất đấu vào trong Hắn nhìn huyết hùng đang trong tay Sắc mặt lại thêm âm trầm Nếu đấu quý như vậy Lại có phương pháp phân biệt Thì tại sao lại truyền ra ngoài chứ Hơn nữa mới nghe cảm giác rất là thực Việc này chỉ sợ là mưu kế của kẻ khác Huyết tủ đúng là lão quái vật tu luyện nhiều năm mà Chỉ một chiêu đã hóa giải nguy cơ giữ bảo vật bên người Nếu ta là hắn chắc chắn cũng phải làm như vậy rồi Vương Lâm biết nhẹ cây đèn trong tay Trong lòng hoàn toàn nghĩ thông suốt Với thân phận tạo nhất đấu Làm sao có thể biết được phương pháp phân biệt huyết hồn đăng Một bảo vật như vậy thì không có chuyện phương pháp phân biệt Mà tất cả các tu sĩ đều biết cả Từ đó Vương Lâm liền có thể kết luận rằng Tất cả những việc như vậy đều là mưu kế của huyết tổ Kết hợp giữa việc dư tích tuyết hậu hiệp như vậy Cùng với câu trả lời của tạo nhất đấu Ta có thể xác định rằng huyết hồn đan chắc chắn là có thực cô giả chỉ có điều phân biệt thực giả có lẽ ngoại trừ cha con huyết tổ ra Thì cũng không có người nào biết được nữa Một tia sáng lóe lên trong mắt của Vương Lâm Viên đan này chắc chắn là giả rồi Đan thật có thể khiến cho người ta sống lại Thì đan giả chắc chắn sẽ giúp người ta tử vong. Dù tích tuyết Người đã ác độc như vậy Thì đừng trách dương mẫu vô tình Vương Lâm liếc nhìn cây đèn trong tay Vốn định bóp nát Nhưng hắn chợt nghĩ ra một điều gì đó liền cho vào trong túi trữ vật Vương Lâm tu đạo đã mấy trăm năm có được vô số loại pháp bảo và thần thông, đồng thời tâm cơ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Năm đó khi hắn kích đăng, bác cực ma quân đã từng nói rằng người này lông dạ độc ác, to gan lớn mật làm việc quyết đoán vô tình. Ngoài ra lại có sự can đảm hơn người, thận trọng, ý chí kiên định lại vô cùng giáo hoạt. Chỉ mấy lời nhận xét đó đã lục tả được toàn bộ về Vương Lâm. Chỉ cần thông qua nét mặt của Diêu Tích Tuyết và lời nói của Tào Nhất Đấu thì hắn đã có thể phân tích được ra đáp án như vậy mà đáp án đó trong mấy ngàn năm qua có lẽ cũng có rất ít người đoán ra được chỉ có những lão quái thành tinh mới có thể nhận thấy được âm mưu ở đây cũng giống như khi ở chu tước tinh vương lâm thông qua tính cách của hai nữ đệ tử khác nhau mà khám phá ra được thiên huyễn vô tình đạo của liễu mi mặc dù vương lâm không có được tư chất tu luyện tốt nhất nhưng trải qua những năm tháng tôi luyện với biết bao nhiêu đau thương nên trí tuệ của hắn cũng tăng lên rất nhiều tất cả chuyện đó cũng có nguyên nhân nó chính là sự cân bằng của thiên đạo tay phải vương lâm vẫy nhẹ một cái túi trữ vật của diêu tích tuyết liền bay vào trong tay của hắn sau khi dùng thưởng thức đảo qua số lượng tiên ngọc bên trong đúng như lời đối phương nói nó hoàn toàn đủ cho hắn hấp thu thế anh biến hậu kỳ ba ngày vương lâm hít một hơi thật sâu hắn nhấc chân trái dậm nhẹ một cái một vầng ánh sáng màu đen lóe lên vương lâm lập tức chìm vào trong lòng đất sâu trong lòng đất vương lâm ngồi khoanh chân hai mắt nhắm nghiền xung quanh hắn đặt vô số tiên ngọc trong túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết. Lúc này chỗ tiên ngọc đó bị hắn hấp thu với tốc độ điên cuồng, từ mảnh tiên ngọc nhanh chóng biến thành bụi. Tu luyện thì anh biến hậu kỳ cần có một số lượng tiên ngọc khổng lồ. Vương Lâm không hề ngừng nghỉ lấy một chút nào, hắn tập trung toàn bộ tinh thần mà hấp thu tiên lực. Sau khi tiên lực vào trong cơ thể, Vương Lâm cũng không có thời gian dung hợp mà dùng kết cấu yêu tinh để tích lũy. Hắn ở bộ lạc luyện hùng nghiên cứu yêu tinh đã lâu vì vậy mà hiểu rõ nó như lòng bàn tay vậy nếu yêu lực có thể cô động thành tinh thể thì tiên lực hiển nhiên là có thể lúc trước hắn không muốn lãng phí tiên ngọc để thử nhưng vào lúc này tiên ngọc đã đủ nên sau khi vương lâm thử một lúc tiên lực tích lũy tới một mức độ nhất định liền bắt đầu thay đổi sau một thời gian không ngừng ngưng kết một thứ giống hệt như yêu tinh dừng lại tỏa ra tiên lực xuất hiện trong cơ thể của vương lâm cái này có thể gọi là tiên tinh trong tiên tinh có được tiên lực tương đương với một phần mười số lượng tiên ngọc có trong túi trữ vật của diêu tích tuyết quá trình hấp thu của hắn vẫn tiếp diễn sau ba ngày vào lúc mặt trăng màu tím lên cao ngoài quân doanh ngàn dặm trên ngọn cổ sân diêu tích tuyết lặng lẽ đứng ở đó trên bầu trời ánh trăng tỏa xuống những tia sáng yêu dị trên mặt đất ánh mắt diêu tích tuyết nhìn về phía xa trong mắt có chút gì đó lo lắng thời gian sắp tới rồi chẳng lẽ người đó đổi ý hay sao Dư tích tuyết câu mày Đúng lúc đó từ phía xa chợt có một đạo cầu vùng Giống như một tia chớp nhanh chóng bay tới Hai mắt của dù tích tuyết sáng người Chỉ thấy tốc độ của đạo cầu vùng cực nhanh Trong nháy mắt đã tới nơi rồi dừng lại Sau đó nó rơi xuống đỉnh núi Hóa thành vương lâm Vương lâm cũng mặc một bộ quần áo màu trắng Tóc hắn bị gió thổi Tạo nên một cảm giác phiêu dực Người tới đúng lúc lắm Bây giờ ta phải mở một trận pháp Tránh cho người ta nhận ra sự khác lạ ở đây dù tích tuyết vừa nói vừa vỗ vào túi trữ vật Xuất ra mấy pho tượng đỏ như máu Những pho tượng đó cũng không lớn Chỉ khoảng chừng ba thức Bên ngoài mỗi pho tượng lại điêu khắc một số loại thú dữ tợn Mà Vương Lâm chưa từng thấy bao giờ Một mùi tanh tưởi Từ trên những pho tượng từ từ tỏa ra Dù tích tuyết kết ứng Miệng độc khổ quyết Sau đó nàng cắn đầu lưỡi Rồi vẽ vào không trung một cái ký tự Hai tay nàng vỗ nhẹ một cái Ký tự liền to lên ước chừng trăm trượng Rồi in lên trên cổ sưng Cùng lúc đó cả đám pho tượng tự hành động bay về phía bảy điểm xung quanh. Sau đó từng luồng ánh sáng đỏ như máu lóe lên rồi chúng chui vào trong lòng đất. Trong nháy mắt khi pho tượng chui vào trong lòng đất, trên cả cổ sơn chợt xuất hiện một nguồn lực kỳ lạ. Vương Lâm cảm nhận một cách cẩn thận thì thấy ký tự đó cũng chỉ có tác dụng dẫn dắt mà thôi, mang tới tác dụng chính thức chỉ có bảy pho tượng vừa rồi. Nguồn lực vô hình đó nếu Vương Lâm không ở gần trong phạm vi trăm trượng chắc chắn là không thể phát hiện ra. Thần thức Vương Lâm tản ra xung quanh liền ngạc nhiên phát hiện ra rằng thần thức không thể nhìn thấy bản thân. Hiện tượng như vậy suốt quãng đường tu luyện của Vương Lâm đây là lần đầu tiên gặp phải. Mặc dù hắn vẫn có điều khiển được thần thức nhưng cho dù thế nào hắn không thể tìm kiếm được thân ảnh của mình trên cổ sơn. Quan cảnh trong thần thức giống như nhìn vào gương mặc dù bản thân có thể thấy tất cả mọi thứ bên trong gương lại không thể thấy hình ảnh của mình. Không cần phải thử, trận pháp này cho dù là yêu tương cũng không thể phát hiện ra đâu. Dù tích tuyết, lạnh lùng, nói Vương Lâm thu hồi thưởng thức mà cảm thấy vô cùng bội phục. Hắn nói Trường pháp này là do phụ thân huyết tủ của người sáng tạo ra hả? Đúng vậy. Dù tích tuyết vừa nói, tay phải vừa sờ vào túi trữ vật một cái. Ngay lập tức trong tay nàng xuất hiện một cái la bàn đỏ như máu. Sau đó nàng xoay người, nhìn về phía Vương Lâm rồi nói Nhớ kỹ những gì ta đã nói. Khi yêu khí tăng lên đến mức cao nhất thì la bàn sẽ tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Nó chỉ diễn ra trong khoảng một nhịp hô hấp mà thôi Người phải chú ý bám sát theo ta Vương Lâm gật đầu không nói gì Dù tích tuyết trầm ngâm một chút Rồi lại nói Chờ khi trở về ta sẽ đưa số tiên ngọc còn lại Và lệnh bài huyết phủ cho ngươi Mà khác còn có cả phương pháp chính xác Sử dụng huyết hồn đan ta cũng sẽ cho ngươi Đang nói chợt thấy ánh sáng tím Tỏa ra từ mặt trăng tăng mạnh Trong nhế mắt ánh sáng tím tràn ngập không gian Chỉ trong tích tắc Cả mặt đất như bị phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím trên mặt đất hoàn toàn biến thành màu tím. Cùng lúc đó là bàn tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu. Ánh sáng màu đỏ chẳng khác nào một thanh kiếm xuyên qua vầng ánh sáng tím, mặc dù rất nhỏ nhưng lại hết sức cứng cỏi. Đi! Dư tích tuyết quát lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy thẳng vào trong làng ánh sáng đỏ. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Thân hình của hắn cũng như một tia chớp mà bám theo dư tích tuyết lao vào trong ánh sáng đỏ. Trong khoảnh khắc hai người tiến vào, ánh sáng màu đỏ liền biến mất ngay cả là bàn trên mặt đất cũng không thấy tâm hơi trên mặt đất lúc này ánh sáng tím cũng từ từ tan dần cuối cùng hoàn toàn quay trở lại vầng trăng cứ nửa nằm một lần ánh sáng tím lại tỏa ra mạnh nhất vương lâm đã rất nhiều lần di chuyển bằng truyền tống trận nên có một sự chống cự rất cao đối với nó trong nháy mắt khi tiến vào trong ánh sáng đỏ hắn liền phát hiện ra đây chính là một cái truyền tống trận đúng như lời của diêu tích tuyết nói thì đã có người bố trí một cái điểm truyền tống trận ở nơi nào đó từ trước rồi vì vậy mà chỉ cần mở điểm truyền tống ra là có thể ở bất cứ nơi đâu mà đi vào. Có một điều hiển nhiên là phải ở trong yêu linh chi địa mới có thể truyền tống thành công được. Sau khoảng thời gian truyền tống ngắn ngủi, Vương Lâm liếc mắt thấy dưới chừng có từng vết máu tươi đang di chuyển một cách nhanh chóng. Những dấu máu đó tạo thành một cái trận pháp. Thời gian khôi phục của Diêu Tích Tuyết chậm hơn Vương Lâm khoảng chừng nửa lần hô hấp. Sau khi nàng tỉnh lại thì vết máu dưới chân cũng biến mất Quỷ tích của trận pháp này cùng với trận pháp do mấy pho tượng tạo ra có điểm giống nhau Hiển nhiên chúng đều do một người tạo ra Huyết tổ quả nhiên là một nhân vật phi thường mà Không ngờ lão có thể bố trí ở đây một cái truyền tống trận Tuy nhiên nếu cho ta thời gian Ta cũng có thể bố trí một cái truyền tống trận như vậy Nét mặt Phương Lâm vẫn thản nhiên nhìn quanh Khung cảnh nơi đây chẳng khác gì trong tinh không Không hề có trời hay đất Xung quanh chỉ có toàn ánh sáng mà thôi Đưa mắt nhìn quanh có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong tầm mắt một con đường nhỏ cách đó khoảng chừng 10 trượng quanh co khúc khỉu kéo dài ra xa. Nơi này không có mặt đất nên con đường đó lơ lửng giữa không trung. Mà nó cũng không phải đứng yên bất động, nhìn kỹ nó hơi dao động theo một quy luật nào đó. Vị trí Vương Lâm đứng là một khoảng đất trống cao chừng trăm trượng. Trận pháp đó được đặt trên cái bình đài này. Theo sự quan sát của Vương Lâm thì Dư Tích Tuyết chắc chắn đã tới đây nhiều lần. Nàng khoanh chân ngồi xuống trên bình đài nói với Vương Lâm. Ngồi xuống ngưng thân, cảm ngộ ý cảnh của bản thân mà tạo ra ứng ký đi như vậy thì mới có thể bước trên con đường tung thú nói thế đây nàng nhắm hai mắt lại rồi bắt đầu thủ nạp vương lâm quan sát chung quanh sau đó nhìn theo con đường nhỏ uốn lượn về phía trước ánh mắt của hắn chăm chú ngưng thần nhìn về phía đó đúng lúc này hai mắt vương lâm chợt mở to đó nào phải là con đường mà rõ ràng là cơ thể của một con dao lông nhớ lại lời nói của diêu Thích tuyết lúc trước thì con dao lông đó có tên là tung lông trong trí nhớ của cổ thần đầu tiên không hề có một chút nào về con thú này cả Nếu không chắc chắn hắn đã phải biết rằng nơi có loại thú như vậy là đâu Hiển nhiên là con cử thú này không phải tự nhiên xuất hiện ở đây Chắc chắn là có người sử dụng thuật thần thông để bố trí Rốt cuộc lại mà có được thần thông biến con thú đó trở thành một con đường như vậy chứ Vương làm hết một hơi thật sâu Hai mắt của hắn chớp chớp trầm ngâm một lúc Sau đó hắn quay đầu lại nhìn dư tích tuyết thầm nghĩ Nếu muốn nhớ được phương pháp Thì cứ môi từ miệng của nàng ta là biết được thôi hắn suy nghĩ một chút rồi khoanh chân ngồi trên bình đài ổn định tâm thần đúng vào lúc hắn đang chuẩn bị chìm vào trong ý cảnh thì trong đầu hắn chợt có một ý nghĩ xuất hiện nghe đồn ở yêu linh chi địa này có một cái động phủ của một vị tiên đế nơi này chẳng lẽ là do tiên đế bố trí hay sao vương lâm suy nghĩ một chút rồi nhìn xung quanh hắn thôi không suy nghĩ nữa mà tĩnh tâm tìm hiểu ý cảnh của bản thân sinh tử luân hồi từ khi vương lâm đi vào yêu linh chi địa đã hoàn toàn khiến cho ý cảnh hòa nhập với thân thể vào lúc này khi tinh thần hắn chìm đắm vào trong ý cảnh Thì tay trái của hắn giống như là sinh Tay phải là tử Giữa hai tay chính là thời gian chẳng hề thay đổi theo năm tháng Tuy nói là tinh thần đắm chìm vào trong ý cảnh Nhưng sự cảnh giác của Vương Lâm cũng không biến mất Hắn phân ra một chút niệm bay quanh thân thể Dù tích tuyết có cử động gì là hắn có thể phát hiện ra ngay được Tâm cơ của Vương Lâm hết sức kín đáo Hắn có thể phân thần mà cảnh giác Thì dưu tích tuyết chắc chắn cũng có thể nghĩ ra điều đó vì vậy mà lúc này cũng không phải thời cơ tốt nhất để ra tay Sau khi ngồi xuống cảm ngộ ý cảnh Cuộn tranh sinh tử luân hồi từ từ xuất hiện trong cơ thể Vương Lâm Theo sự cảm ngộ quán Tất cả diễn biến xung quanh đều hiện lên hết sức rõ ràng trong đầu Bất chợt hắn cảm nhận được một nguồn lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống Ngưng tủ phía trên bình đài Thứ lực lượng đó lặng yên hạ xuống Ngưng tụ và xoay quanh người của Diêu Tích Tuyết Tinh thần vương lâm thoáng đụng lập tức tập trung sự chú ý vào thứ lực lượng thần bí đó. Chỉ thấy nó đang xoay quanh rồi bất chợt dừng lại mà ngưng tụ vào mi tâm của dưu tích tuyết. Trong tích tắc, một tia sáng màu vàng kim hiện lên trên mi tâm của dưu tích tuyết. Sau khoảng chừng ba hơi thở, ánh sáng biến mất rồi dưu tích tuyết mở mắt ra. Chỉ thấy trong mắt của nàng có một ký hiệu màu vàng lóe lên. Ký hiệu đó do ba nét tạo thành. Tuy nhìn có chút rắc rối nhưng vẫn thấy được đường nét vào lúc này ánh mắt diêu tích tuyết chỉ có ký hiệu màu vàng đó vương lâm vừa mới nhìn vào đó tinh thần liền chấn động giống như có một tia chớp xẹt qua bên tai vang lên tiếng nổ hắn chợt có cảm giác giống như khi gặp phải thác sâm vậy trùng nháy mắt diêu tích tuyết không còn là tu sĩ anh biến hậu kỳ mà đã nhanh chóng trở thành vô thượng tiên tung có thực lực mà hắn không thể chống cự cái cảm giác đó rất mạnh giống như một con sóng lớn đánh mạnh vào tinh thần của vương lâm thậm chí ngay cả thiên vận tử cũng không thể làm cho vương lâm chấn động được như vậy tinh thần của vương lâm chấn động mạnh mẽ nhưng tâm của hắn vốn rất kiên định vì vậy mà đã nhận ra được sự khác biệt nơi phát ra luồng hơi thở uy nghiêm đó cũng không phải là diêu tích tuyết mà chính là hai cái ký hiệu màu vàng trong mắt của nàng vương lâm hít một hơi thật sâu cố gắng làm cho tinh thần bình tĩnh trở lại hắn không để ý tới đối phương nữa mà yên lặng cảm nhận thiên đạo Hắn nhớ rõ trước đó trong mắt của Diêu Tích Tuyết không hề có cái ký hiệu nào, hiển nhiên là chúng có liên quan đến thứ lực lượng thần bí vừa mới xuất hiện. Đôi mắt của Diêu Tích Tuyết chỉ mở ra một lúc liền nhắm lại sự yên lặng thổ nạp. Sau khi Vương Lâm chìm trong sinh tử luân hồi, hắn nhìn thấy thế nào là sinh tử, hiểu thế nào là sinh, thế nào là tử. Bức tranh sinh tử luân hồi vào lúc cuối cùng nhập thể, tất cả những cảnh đó chảy từ từ xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên bình đài nguồn lực lượng thần bí lại xuất hiện cặp mắt của du tích tuyết lại mở ra trong mắt nàng tỏa ra kim quang rực rỡ nàng ngưng thần nhìn về phía hư không sắc mặt vẫn bình thản chỉ thấy nguồn lực lượng thần bí trong nháy mắt khi xuất hiện liền vần quanh thân thể của vương lâm lúc này toàn bộ tinh thần của vương lâm như tiến vào một trạng thái kỳ dị chẳng khác gì nằm mơ hắn cảm giác bản thân đang chìm trong một thế giới huyễn hoặc xung quanh có những bóng người thoáng hiện ra Mặc dù hắn không nhìn được rõ Nhưng trong cảm giác lại như thấy rất rõ ràng Thứ cảm giác mâu thuẫn đó khiến cho hắn khó chịu Ngoài ra bên tai hắn Còn có tiếng nam nữ thì thào nói chuyện Cứ vọng tới liên tục Như muốn nói với hắn cái gì đó Nhưng khi hắn lắng nghe thì lại không nghe được cái gì nữa Cái cảm giác đó dặn co thật lâu Khiến cho Vương Lâm gần như quên mất cả khái niệm thời gian Thanh âm bên tai từ từ to hẳn lên Đồng thời những bóng người trước mặt của hắn cũng hiện lên một cách rõ ràng trong khoảnh khắc tất cả đều trở nên rõ ràng thì chúng lại vụt biến mất. Vương Lâm nắm được cơ hội liền nhân lúc chúng lóe lên rồi chuẩn bị biến mất. Một tia sáng hiện ra trong mắt của hắn. Trên mi tâm của hắn xuất hiện một ấn ký của sát lục chi đạo. Đồng thời hắn ngưng tụ hai tay. To là thanh xương. Trong tay hắn trong nháy mắt vang lên một thứ âm thanh rõ ràng. Tuy nhiên thoáng cái nó liền biến mất. Vương Lâm nắm bắt thời cơ hết sức chuẩn xác nếu trước đó hắn thi triển sinh ứng Chắc chắn không thể nghe thấy âm thanh đó Chỉ có tại thời điểm trước khi nó biến mất Hắn thi triển sinh ứng thì mới có thể làm được điều đó Hắn không có lựa chọn Nhìn những người trước mắt Mà chọn thanh âm Bởi vì trong thanh âm có thể có được một số tin tức chân thực Còn nếu nhìn thì có hơn một nửa là ý niệm chủ quan mà thôi Trong khoảnh khắc tất cả mọi thứ biến mất Vương Lâm giống như từ trong giấc mộng mà sực tỉnh Hắn mở hai mắt ra Trong đôi mắt của hắn ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ sau khoảng chừng 6 nhịp thở, ánh mắt vàng mới biến mất. Cùng lúc đó, trong mắt hắn lại xuất hiện cái ký hiệu màu vàng. Ký hiệu đó do 6 nét tạo thành hết sức phức tạp. Sắc mặt Diêu Tích Tuyết hết sức khó coi, nàng không ngờ được Vương Lâm chìm vào trong sự cảm ngộ mà lại nhận được kim phù ứng của 6 nét, vì vậy mà nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Khoảnh khắc khi Vương Lâm mở mắt, hắn lập tức phát hiện rồi nhìn về phía Diêu Tích Tuyết, mặc dù trong đôi mắt đối phương vẫn còn ký hiệu màu vàng nhưng không còn uy nghiêm như trước nữa. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại như vậy Nhưng tâm thần bản thân thì lại có cảm giác Như có thể bao quát cả cảm giác của đối phương Ánh mắt của Vương Lâm khiến cho Dư Tích Tuyết cảm thấy không thoải mái Nàng vô thức tránh sang một bên Lạnh lùng nói Có được kim phù ứng là có thể đi trên con đường tôn lông Đi thôi Vừa nói nàng vừa bước đi trước Dẫm lên lưng của cử lông mà bước về phía trước Thậm chí chính nàng cũng không nhận ra rằng Kim phụ trong mắt của nàng khi đối diện với ánh mắt của Vương Lâm liền nhạt hẳn đi Giống như đốm lửa so với ánh trăng rằm vậy Tuy cả hai đều là ánh sáng Nhưng làm sao có thể tương xứng được với nhau chứ Vương Lâm giơ tay lên trước mặt Chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cái ký hiệu Cái ký hiệu màu vàng này cuối cùng là cái gì vậy chứ Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ Hắn nhanh chóng bước lên con đường tung lung mà đi về phía trước Phía dưới con đường chính là vực sâu chỉ có vô số các vị sao nếu rơi xuống tuy không biết sống chết như thế nào Nhưng tầm thường chắc chắn cũng đủ phát điên Con đường tung lông lắc lư nhẹ nhẹ trong tinh không Nếu người thường đứng ở trên đó chỉ sợ rằng sẽ vỡ gan mà chết Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì chút dao động đó cũng không hề ảnh hưởng gì Hai người nối đuôi nhau đi với một tốc độ cực nhanh Con đường dài tưởng chừng không thấy điểm cuối Sau ba ngày mặc dù hai người vẫn chưa hề dừng lại Nhưng nhìn ra phía trước vẫn còn xa tích tắp Nét mặt dưu tích tuyết vẫn thản nhiên Nàng tới đây nhiều lần rồi nên cũng hiểu đến lúc này mới chỉ đi được một phần ba mà thôi. Sau mấy ngày, phía trước con đường lại xuất hiện một cái bình đài. Trên bình đài có một vực cao sừng sững. Vực đó là một pho tượng đá cao chừng ba trượng được đặt ở chính giữa. Kích thước của tượng đá này cũng bình thường, nhưng mà hai tay và hai tay lại rất lớn. Dù tích tuyết chợt dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía của Vương Lâm rồi nói Đây là phong ứng đầu tiên, hai người chúng ta mỗi người phá giải một tầng, tầng thứ nhất để ta phá giải. Tầng thứ hai thì do ngươi Ừ cũng được Đất mặt Vương Lâm vẫn chẳng có gì thay đổi Mở miệng nói một cách bình thản. Dù tích tuyết không nói nữa mà vọt lên Chẳng khác gì một tia chớp lao thẳng lên bình đài Trong nháy mắt khi nàng xông lên Chỉ thấy một đạo kim quang từ trong mắt của nàng Trong thứ ánh sáng vàng đó ẩn chứa ký hiệu màu vàng vào lúc này dưới ánh mắt của Diêu Thích Tuyết cái ký hiệu đó bay vào trên tượng đá toàn thân pho tượng chấn động tỏa ra một làn khí trắng ngay lập tức hai mắt nó chợt mở xuất ra một đạo ánh sáng vô tình. Nó nhất chân đập mạnh về phía trước, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cả bình đài rung chuyển, một luồng sắc khí dày đặc từ tượng đá tỏa ra. Dù tích tuyết đang ở giữa không trung, nàng đã đối phó với pho tượng này mấy lần nên biết phải làm như thế nào. Tay phải vỗ vào thứ trữ vật, trong tay liền xuất hiện một cái ngọc phù. Ngọc phù đó có màu đỏ như máu, hoàn toàn khác với những cái ngọc phù bình thường. Phong! Vừa dứt lời, dư tích tuyết liền ném ngọc phù trong tay ra ngoài, ngay lập tức ngọc phù vỡ vụn hóa thành một cái luồng sáng đỏ bao phủ tượng đá khi luồng sáng hạ xuống tượng đá như mặc một bộ trang phục đỏ như máu cho dù nó có dễ dụa như thế nào cũng không thể phá được phong ứng bởi lớp áo đỏ trên người dù tích tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đất xoay người liếc nhìn vương lâm rồi đi đến một cái bình đại khác phía trước cũng lại xuất hiện một con đường do tung lông hóa thành đồng tử trong mắt vương lâm co lại tu vi của tượng đá không hề kém tu sĩ anh biến sơ kỳ tuy không được linh hoạt lắm nhưng uy lực của một cước đó rất lớn. Nếu để nó thi triển thần thông hoặc bị tấn công, chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Nhưng vào lúc này không ngờ nó lại bị dư tích tuyết phong ứng một cách dễ dàng. Cánh tượng vừa rồi khiến cho Vương Lâm hiểu thêm về người con gái trước mặt này. cái ngục phụ đỏ như máu đó chắc chắn là do phụ thân huyết tổ của nàng luyện chế, nên mới có được thần thông như vậy. Vương Lâm thầm nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ đó chỉ giữ trong lòng mà không hề thể hiện ra ngoài vương lâm nhảy lên bình đài khi đi qua tượng đá hắn thoáng thấy bên trong tượng đá như có chút ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất vương lâm như đoán ra điều gì đó hắn vẫn không dừng lại mà tiến về một cái bình đài khác hắn như vô ý liếc nhìn về phía sau trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại sinh ấn chợt hiện lên trên mi tâm rồi ngưng tụ vào hai mắt ánh mắt của hắn lập tức xuyên qua lớp áo đỏ mà thấy được cái ký hiệu vừa mới lóe lên bên trong tượng đá cái ký hiệu đó rõ ràng chỉ có một nét sau khi thấy rõ ký hiệu vương lâm quay đầu lại thì sinh ứng đã biến mất nét mặt của hắn vẫn thản nhiên không hề phát hiện ra sự khác biệt Dù tích tuyết đã cách đó khá xa vương lâm bám theo cứ từ từ mà thả bước trong đầu hắn hiện lên cái ký hiệu vừa mới thấy kia đường nét của cái ký hiệu đó cùng với ký tự có ba nét trong mắt của diêu tích tuyết có điểm giống nhau thậm chí so với ký tự trong mắt của mình cũng chẳng hề khác mấy vương lâm vừa đi vừa giơ tay phải lên ánh mắt của hắn nhìn vào lòng bàn tay trong bàn tay ký tự sáu nét kia lại xuất hiện một lần nữa Ký tự này cũng có chút thú vị nha Ký tự có một nét kia như là một thứ cơ bản bức luận là ký tự của ba nét của Diêu Thích Tuyết Hay là sáu nét trong mắt của ta Đều có một nét cơ bản này Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của hắn Tay phải của Vương Lâm vung nhẹ Trong hư không lập tức xuất hiện một bức tranh có cái ký tự một nét đó Ngón tay của hắn ẩn chứa tiên lực Nhưng sau khi vẽ xong ký tự đó Tiên lực trong cơ thể lại không có bất kỳ sự phản ứng nào Vương Lâm trầm ngâm một chút, ghi nhớ cái ký tự đó vào trong đầu. Sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn về phía dư thích tuyết trước mặt. Nữ tử này có huyết hồn đanh, cho dù ta ra tay đánh lén thì nàng vẫn có thể sống lại. Muốn giết chết nàng có chút khó khăn đi. Sau 7 ngày, trước mặt của hai người lại xuất hiện một cái bình đài. Độ cao của nó cũng giống hệt như hai cái trước vậy. Đồng thời giữa bình đài vẫn còn có một pho tượng đá. Thậm chí ngay cái hình dạng của pho tượng cũng chẳng khác cái trước nhiều lắm, chỉ có điểm khác nhau duy nhất chính là ở mi tâm của nó có thêm một con mắt thứ ba. Tới trước bình đài, diêu Tích Tuyết quay lại nhìn Vương Lâm. Tuy nàng không nói gì, nhưng từ thái độ của nàng cũng có thể hiểu được ý định. Vương Lâm cũng không phải là kẻ bần tiện. Hắn biết lúc này chưa phải là lúc trở mặt. Ít nhất thì phải chờ sau khi hiểu rõ nơi này cái đã. Hắn nhẹ nhàng lướt qua người diêu Tích Tuyết đi về phía bình đài. Trong nháy mắt khi hắn đặt chân lên đó, đôi mắt liền mở to. Cùng lúc đó, sinh ứng lập tức ngưng tụ trên mắt, hình thành một ứng ký bịt kính hai mắt lại đây là một sự thí nghiệm của vương lâm hắn muốn nhìn xem thử có thể phát hiện ra cái ký tự màu vàng kia nữa hay không tuy nhiên ký tự màu vàng vẫn chưa thấy thì khi vương lâm đặt chân lên bình đài toàn thân tượng đá chấn động hai mắt nó mở ra trong mắt lóe lên những tia sáng rồi gầm nhẹ một tiếng mà bước về phía của vương lâm sinh ấn lập tức từ trong mắt tản ra bao phủ toàn thân cùng lúc đó vương lâm lùi lại vài bước hắn giống như một con du lông xoay quanh bốn phía. Pho tượng đá gầm lên một tiếng rồi đuổi theo Vương Lâm. Nét mặt của Vương Lâm lúc này vẫn thản nhiên, tay phải vẽ nhẹ vào không trung. Từng làn ánh sáng lóe lên, một đạo cấm chế đơn giản xuất hiện trong tay. Vừa chạy hắn vừa ném cấm chế về phía sau. Thoáng cái cấm chế lập tức phình lên, tỏa ra mấy trượng, ngăn cản sự truy đuổi của tượng đá. Tượng đá không hề có chút dừng lại, nó lao thẳng vào đạo cấm chế, chỉ thấy cấm chế giống như một vật gì đó bị nghiền nát vỡ vụn ra thành từng mảnh mà bay về bốn phía một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của vương lâm hắn cảm thấy hứng thú cấm chế vừa rồi của hắn tuy mục đích chỉ là dò xét nhưng nó vốn là vật vô hình trừ khi gặp phải cấm chế khác nếu không không thể có chuyện bị xé nát ra như vừa rồi phôi tượng đá để toàn thân được bao phủ bởi cấm chế dùng sức để phá hủy không phải là một phương pháp chính xác mà Hai tay Vương Lâm bắt quyết, từng đạo cấm chế hóa thành những luồng sáng đơn giản nhưng có rất nhiều, nhanh chóng bay ra rồi lao về phía tượng đá. Phò tượng gầm lên một tiếng rồi nhảy về phía trước, tay phải của nó đấm mạnh một cái, vô số cấm chế lập tức bị vỡ nát. Cùng lúc đó một nguồn lực cực mạnh xuất hiện lao về phía của Vương Lâm. Tay phải của hắn vuốt vào túi trữ vật, nhất thời cấm phiên xuất hiện trong tay, tay hắn rung nhẹ một cái, nguồn lực đang lao đến liền chìm vào trong cấm phiên rồi biến mất. Trong mấy trăm năm qua, cấm phiên của Vương Lâm được hắn tăng thêm rất nhiều cấm chế. Đến bây giờ nó đã đạt tới 999 đạo. Chỉ có điều khiến cho hắn cảm giác quái lạ, đó là thiên kiếp vẫn chưa xuất hiện. Tất cả 999 đạo cấm chế đó đều là cấm chế công kích. Một khi phát ra sẽ có uy lực rất mạnh. Chỉ có điều khi tu vi của Vương Lâm tăng lên thì bằng đó vẫn chưa đủ. Vương Lâm đã tự nghĩ muốn tăng uy lực của cấm phiên lên tới 9999 đạo cấm chế nhưng muốn tăng lên gấp 10 lần cấm chế thì cần một số lượng nhiều lắm. Với kiến thức của Vương Lâm hiện tại thì không hề có nhiều cấm chế đến như vậy. Trong đôi mắt của hắn có vô số cấm chế xuất hiện, nhưng đạo cấm chế đó kết hợp lại với nhau khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn, làm cho tượng đá không thể tới gần. Mỗi tượng đá sắp tới gần, cấm phiên trong tay Vương Lâm lại vung lên một cái, xuất ra vô số cấm chế, tạo thành một cái bức tường trước mặt, ngăn cản bước chạy của tượng đá. Tượng đá bị ngăn cản mấy lần liền gầm lên những tiếng kinh thiên động địa. Nó không đuổi theo nữa mà đứng ngay tại chỗ. Dậm mạnh một cái xuống đất, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả bình đài rung chuyển. Cùng lúc đó, tại chỗ Vương Lâm chạy tới, có một cây cục đá nhọn từ dưới đất lao lên. Vương Lâm vẫn luôn đề phòng thần thông của pho tượng, vì vậy mà lúc này hai tay hắn bắt quyết, rồi tránh qua cây cục nhọn dưới chân. Nhưng cây cục đá đó giống như cỏ sau cơn mưa xuân cứ liên tiếp vọt lên trong nháy mắt toàn bộ bình đài bị bao phủ bởi vô số cây cục nhọn vương lâm liền phóng lên cao thân hình ở giữa không trung nhưng mà trong hai mắt vẫn tiếp tục suy diễn cấm chế với tốc độ nhanh hơn ánh mắt của hắn vẫn tập trung nhìn vào trong cơ thể của pho tượng dưới sự suy diễn cấm chế hai mắt hắn đột nhiên sáng người vào lúc này pho tượng đá trong ánh mắt của hắn đã biến đổi hắn có thể thấy nơi đây làm gì có pho tượng đá nào rõ ràng đó là do một cái đống cấm chế chồng lên nhau mà tạo thành toàn thân tượng đá không có chỗ nào không phải cấm chế trong nháy mắt khi vương lâm nhìn thấy rõ bản chất của pho tượng đá thì trên bình đài pho tượng đập mạnh một cái xuống đất toàn bộ những cây cột nhọn chợt gãy rời rồi giống như một trận mưa phóng về phía vương lâm đang đứng trong không trung với tu vi của vương lâm nếu dùng pháp bảo hoặc ba sắc chiêu của hắn thì tiêu diệt tượng đá chẳng mất nhiều thời gian như vậy nhưng mục đích của vương lâm không phải là phá giải như vậy hắn muốn tìm hiểu một cách rõ ràng vào lúc này những cây cục đá đang lao đến trong mắt của Vương Lâm chính là những đạo cấm chế, mà chỉ cần là cấm chế thì hắn chẳng hề sợ hãi. Có thể nói từ khi Vương Lâm mới là kết đan thì hắn đã bắt đầu nghiên cứu cấm chế rồi. Vì vậy mà mức độ am hiểu quán đối với cấm chế thì ngoại trừ mấy lão quái vật sống ngoài ngàn năm ra, người bình thường không ai có thể sánh bằng. Nét mặt của hắn vẫn thản nhiên, cấm phiên trong tay vung lên xuất ra vô số đạo cấm chế. Chúng căn cứ theo một sự sắp đặt sẵn trong độ Vương Lâm. Ngay lập tức hàng vạn cây cột nhọn từ dưới đất đang bay lên lập tức dung nhập vào trong cấm chế rồi bị phân giải hóa thành một bộ phận trong cấm chế sau đó chúng liền bị cấm phiên hấp thu khiến cho thanh thế của cấm phiên tăng lên rất nhiều vương lâm liền hạ xuống tay phải điểm về phía trước nhất thời cấm chế trong cấm phiên giống như luồng gió lốc bay xung quanh tượng đá chưa rơi xuống đến đất vương lâm liền hóa thành một luồng khối xanh cùng với cấm chế xoay tròn xung quanh tượng đá hai tay của hắn liên tục huy động từng đảo cấm chế cứ như vậy bay ra liên tiếp từ xa nhìn lại vào lúc này pho tượng đá trên bình đài bị vô số cấm chế vây quanh mặc cho nó dễ dụa như thế nào thì cấm chế vẫn bao vây rồi theo những khe đá mà chui vào bên trong phá 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 vương lâm đang di chuyển chợt đứng ngay lại hét lên bốn tiếng thật lớn bốn tiếng thét vừa vang lên vô số cấm chế đang xoay tròn xung quanh tượng đá thu hẹp lại bằng mắt thường có thể nhìn thấy được sự biến hóa của pho tượng đá nó không ngừng bị phá hủy Phô tượng đá vốn là do cấm chế tạo thành nay cấm chế bị phá hủy dần dần khiến cho kích thước của tượng đá từ từ thu lại đối diện với nguy cơ phô tượng đá liền rít lên liên tục con mắt thứ ba trên bi tâm chợt mở ra lập tức có một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên trong con mắt đó tia sáng màu vàng vừa lóe lên cấm chế cho vương lâm thi triển nhanh chóng bị tan rã một tia sáng cũng lóe lên trong mắt vương lâm hắn có thể thấy được trong con mắt của pho tượng có một cái ký tự màu vàng Ký tự đó do hai nét bút tạo thành Cấm Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng Miệng hắn phun ra chút máu huyết vào trên cấm chế Đạo cấm chế nhanh chóng hút lấy giọt máu của hắn Rồi phóng đi triệt tiêu với ánh sáng vàng Sau hai nhịp hô hấp Ánh sáng màu vàng trong mắt pho tượng tiêu tán Trong nháy mắt pho tượng Lại bị hàng hà sa số cấm chế bao phủ Toàn thân nó chấn động tia sáng trong mắt nó biến mất Chỉ còn lại một màu xám Ngay sau đó thân thể nó chợt vỡ nát từng đạo cấm chế từ trong cơ thể nó lao ra, hóa thành những làn khí đen mà bay về bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, khắp cả bình đài trở thành một thế giới của khí đen. Trong làn hắc khí đó, một ký tự màu vàng chợt lóe lên rồi chợt biến mất. Vào lúc này, Vương Lâm đột nhiên vô thức giơ tay phải lên, ngón trỏ của hắn vẽ nhẹ ra một nét. Một bức tranh liền xuất hiện, trên đó có một cái ký tự. Ký tự đó đúng là của pho tượng đá phong ứng ở tầng thứ nhất một nét vẽ xong vương lâm vẫn không dừng lại vẽ tiếp một nét nữa sau khi hai bút vừa dứt liền xuất hiện cái ký tự màu vàng trong con mắt thứ ba của pho tượng đá ký tự vừa xuất hiện thì cái ký tự chui ra từ trong cơ thể tượng đá đang định bay đi chợt thay đổi phương hướng bay thẳng về phía của vương lâm tốc độ của nó chẳng khác gì tia chớp in vào trên ký tự mà vương lâm vừa vẽ ra chúng dùng hợp lại với nhau khiến cho người ta chẳng phân biệt được ánh mắt vương lâm có chút quái dị ngón trỏ của hắn lại tiếp tục vẽ thêm một nét nữa nét vẽ vừa dứt nhất thời xuất hiện ký tự trong mắt của dư tích tuyết chuyện này phát sinh cực nhanh khi dư tích tuyết còn đang trợn mắt há mồm ba nét phụ văn đã thành hình trong nháy mắt khi ký hiệu hình thành tiên lực trong cơ thể vương lâm đã tự động vận chuyển ngón tay hắn điểm vào trong ký hiệu ba nét phụ văn nếu chỉ là một nét thì cũng không có gì khác thường nhưng lúc này từng nét từng nét được vẽ ra rồi hiện lên trong mắt vương lâm lại làm hắn sinh ra một loại cảm giác hoàn mỹ, giống như ẩn chứa một loại ứng khí thiên đạo vậy. Từng luồng kim quang giống như những luồng sáng từ trên cao vạn trượng lập tức lóe lên trên phủ văn, rồi chiếu sáng khắp bốn phía. Hắc khí đang xoay chuyển trên đài bị kim quang rội xuống thì chậm rãi tiêu tán trong hư vô. Trong mắt của Diêu Tích Tuyết lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp và chấn động. Trước đây nàng đã đến chỗ này nhiều lần, nhưng đều biết nắm chắc thời gian và không muốn dây dưa với những tượng đá những lần đó nàng đều dùng huyết ngọc phong ứng do phụ thân tặng dùng một phương pháp cực kỳ khéo léo để vượt qua tuy nàng cũng chú ý đến những ký hiệu màu vàng được vẽ ra từ trên hư không nhưng vì chưa đập nát hoàn toàn tượng đá nên nàng không hấp thu những ký hiệu trong tượng đá giống như vương lâm khi tiên lực vừa dung nhập vào trong ký hiệu ngón trỏ của vương lâm khựng lại lúc này mặc dù thần sắc hắn vẫn như thường nhưng hắn lại biết nếu không vẽ ra được nét bút thứ tư thì những ký hiệu hoàng mỹ này sẽ lập tức bị đánh vỡ thậm chí còn có thể sụp đổ. Vương Lâm không thể vẽ ra được nét thứ tư khi không có căn cứ. Ánh mắt hắn lóe lên, ngón trỏ tay phải điểm lên trên ký hiệu. Cơ thể hắn khẽ xoay chuyển, rồi đột nhiên búng ngón tay về phía trước. Ký hiệu lập tức bị Vương Lâm bắn ra, rồi bay thẳng về phía Diêu Tích Tuyết. Diêu Tích Tuyết biến sắc, nàng lập tức lui người về phía sau. Lúc này nàng lập tức vỗ vào túi trữ vật, liên tục lấy ra rất nhiều ngọc giản màu đỏ rồi bóp nát từng cái một trước người chỉ thấy huyết quang cuồn cuộn từng từng mây huyết sắc lập tức bao trùm trên những ký hiệu tình huống xảy ra cực nhanh huyết quang rơi trên ký hiệu đột nhiên tiêu tán nhưng lại làm cho ký hiệu kim quang trở nên ảm đạm dù tích tuyết liên tục lui về phía sau trán nàng đã đủ đầy mồ hôi từng khối từng khối ngọc giản huyết sắc liên tục được nàng ném ra sau bảy lần hít thở cuối cùng kim quang trên những ký hiệu cũng bị huyết sắc che phủ hoàn toàn rồi trở nên u ám ký hiệu lập tức tiêu tán bên trong huyết quang. Vẻ mặt của Diêu Tích Tuyết cực kỳ âm trầm, vừa rồi nàng đã ném ra một phần 10 số huyết ngọc trăm năm có trong túi trữ vật, nhưng mà trong khoảnh khắc khi ký hiệu kim sắc khi đến gần, nàng lại sinh ra cảm giác giống như đối mặt với những người đồng lứa với phụ thân vậy. Dương Lâm. Diêu Tích Tuyết bóp nát huyết ngọc, đợi khi ký hiệu tiêu tán, cơ thể nàng lập tức lóe lên rồi xông thẳng lên đài, phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, trong nháy mắt khi dư tích tuyết phóng đến mắt hắn chật lóe lên hàng quang tay phải hắn khẽ vuốt lên túi trữ vật tiên kiếm lập tức xuất hiện trên tay hắn giơ kiếm lên trước người rồi bình thản nói Dư đạo hữu ký hiệu kim sắc xuất hiện quá đột ngột tại hạ không thể kiểm soát được nếu người chỉ vì điều đó mà muốn đấu pháp thì dương mẫu xin phụng bồi Dư tích tuyết âm trầm liếc mắt nhìn vương lâm trong mắt nàng hiện lên một tia sát khí nàng thầm nghĩ Người này nếu đã đến đây Thì trừ phi hắn có thể phá bỏ hoàn toàn phong ứng Nếu không sẽ không còn cơ hội sống nữa Ta động thủ với hắn chỉ lãng phí thời gian mà thôi Nàng lạnh lùng nói Không còn lần sau nữa đâu Nói xong dư tích tuyết phóng thẳng về phía trước Rồi trực tiếp bay qua người vương lâm Nàng phóng đi trên đường tung lung Để đến chỗ để tam phong ứng Vương lâm thu hồi tiên kiếm Rồi đi theo không nhanh không chậm ở phía sau Hắn nhìn dư tích tuyết ở đằng trước trong lòng lại không thể giữ được bình tĩnh ba nét phù văn này không ngờ lại có uy lực như vậy dựa theo những gì dư thích tuyết nói thì nơi đây tổng cộng có 18 tầng nếu mỗi tầng đều có một cái ký hiệu thì sẽ có tổng cộng 18 ký hiệu nếu những ký hiệu này đều được xuất ra thì uy lực của nó sẽ như thế nào đây rốt cuộc là gì sao chẳng lẽ là tiên thuật bất thành sao vương lâm hít một hơi thật sâu tay phải hắn vẽ trên hư không trong nháy mắt đã tạo ra ba cái phù văn nhưng lúc này tiên lực trong cơ thể của hắn lại không có chút khác thường nào Nên phụ văn sau khi xuất hiện lập tức tiêu tán Cũng không xuất hiện uy lực giống như trước nữa Vương Lâm nhíu mày rồi trở nên trầm ngâm Hết tập 115 của bộ truyện tiên nghịch Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách